Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với bản tin an toàn giao thông. Xin mời Việt Cường. Cảm ơn chị Thanh Nga. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa cho biết, đơn vị này tăng cường thêm 35 chuyến tàu và giảm giá vé dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cụ thể, dịp Dỗ Tổ Hùng Vương chạy thêm 7 chuyến tương đương 4.200 khách, dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tăng 28 chuyến. Để tạo điều kiện thuận lợi và thu hút hành khách lựa chọn phương tiện tàu hỏa, ngành đường sắt chủ trương giảm giá vé, trong đó có những chặng giảm nhiều, như tàu TN chặng 1.000 km trở lên đặt vé trước 20 đến 50 ngày được giảm giá tương đương 20 đến 50%. Vào sáng nay, tại địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe ô tô con. Rất may là không có thương vong về người. Xe ô tô con nhãn hiệu Toyota lưu thông theo hướng Vinh Hà Nội rẽ sang đường trước ga Yên Lý. Do chạy với tốc độ cao, tình huống xảy ra bất ngờ nên tài xế xe tải đã đâm vào ô tô con. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe nằm chỗ nát cửa và bong đầu, gãy trục trước, văng bánh ra khỏi xe. May mắn lái xe không bị thương. Vụ tai nạn làm giao thông trên đoạn đường ùn tắc cục bộ. Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu kịp thời có mặt điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nếu như những năm trước đây, thành phố Vinh có hệ thống giao thông đồng bộ và thoáng đãng, thì những năm gần đây, với tốc độ gia tăng chóng mặt của phương tiện cá nhân, nhất là ô tô, đã gây ra tình trạng ùn tắc trong các giờ cao điểm và lòng đường, vỉa hè đang trở thành những bãi đậu xe bất đắc dĩ. Hiện nay ở Nghệ An, trung bình mỗi ngày có từ 35 đến 50 xe ô tô đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện ô tô trên toàn địa bàn hơn 90.000 chiếc, chủ yếu tập trung ở thành phố Vinh. Với số lượng phương tiện ô tô tăng đột biến như vậy, trong khi thiếu các bãi đỗ xe tập trung và phân tán, nên tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định diễn ra phổ biến. Mặc dù thành phố Vinh đã triển khai kẻ vạch cho phép ô tô dừng, đậu ở một số tuyến đường, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, bởi dừng đậu xe dưới lòng đường, chiếm phần đường dành cho xe thô sơ, mất an toàn giao thông. Trước cổng cơ quan của trung tâm đấy thì cũng là cũng gọi điểm chỗ đổ, mà là người giao dịch là xe có đi lại qua lại thì nhiều, là xe là đổ trước đường thì cũng có nhiều cái cản trở, nhưng mà cơ bản cũng phải có cái chỗ sắp đặt, cái nơi chỗ biển bài đổ cho anh em họ đi làm việc thì họ phải có cái nơi đổ thì nó nãy. Với cá nhân tôi thì với phương tiện sử dụng là chiếc xe ô tô hàng ngày và cũng hay phải đi giao dịch các cái sở ban ngành ở trong thành phố, thì tôi thấy nhiều khi cũng không có được thuận tiện lắm, bởi vì các sở ban ngành của mình tại thành phố Vinh ấy thì hầu như là không có bãi đổ xe, cũng như không có bãi giữ xe tại những cái cơ quan ban ngành gần đó, thì nên chẳng là có bãi cho chúng tôi giữ xe, hoặc là trong cơ quan chúng tôi để giao dịch thì ít nhất phải có cái chỗ đậu để cho chúng tôi có thể vào giao dịch một cách thuận tiện hơn. Thành phố đã nhiều lần tiến hành khảo sát địa điểm để đầu tư quy hoạch bãi đỗ xe, nhưng xem ra khó có thể thực hiện. Trước mắt, thành phố sẽ tập trung làm 5 điểm đỗ xe phân tán tại khu vực chợ Vinh, chợ Quán Lau, phường Trường Thi, 2 điểm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và 1 điểm trước Ủy ban nhân dân thành phố Vinh. Các bãi đỗ xe này được giao cho Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng đô thị Vinh lập phương án và xây dựng trong năm 2017. Trong kế hoạch của thành phố thì năm nay sẽ xây dựng khoảng tối thiểu 5 cái điểm đậu xe phân tán bằng cái hình thức là chúng tôi làm các cái dạng như vỉnh đỗ xe về hè, chọn những cái chỗ về hè rộng, về hè thường ở những chỗ rộng khoảng độ 8 đến 9 mét thì chúng tôi sẽ cho hạ bỏ vỉa xuống khoét sâu vào tầm cỡ khoảng độ 5 đến 6 mét để làm thành những cái điểm đậu xe. Thế còn phần còn lại cho người đi bộ tầm cỡ khoảng độ 3 mét đến 4 mét. Vâng, thì chúng tôi hy vọng là những cái giải pháp đó sẽ khắc phục được phần nào. Hiện nay, thành phố Vinh đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch giải tỏa vỉa hè vào giữa tháng 5 này, trong khi việc xây dựng các bãi đỗ xe phân tán lại chưa được triển khai. Đây là bài toán khó đối với các chủ phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên địa bàn. Vì vậy, thành phố Vinh cần sớm quy hoạch, bố trí bãi đậu xe một cách đồng bộ. Có như vậy, công tác giải tỏa hành lang vỉa hè mới được triển khai thực hiện có hiệu quả. Chuyên mục an toàn giao thông chiều nay xin được phép kết thúc tại đây và xin được cảm ơn Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Công ty Cổ phần Trung đô, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển Xây dựng miền Bắc đã luôn đồng hành tài trợ phát sóng chương trình. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại bản tin chiều cùng với chị Thanh Nga. Xin mời chị. Vâng, và chương trình xin được tiếp tục với phần tin tài chính kinh tế trong nước và quốc tế với những nội dung chính sau đây.